Hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen tiếp một vài cái khái niệm như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói chuyện về cái khái niệm master. Tại vì ngay ban đầu khi mà chúng ta nói về cái quản lý trang, chẳng hạn như là chúng ta sử dụng lệnh insert page đúng không? Thì nó có một cái phần mà hôm trước là chúng ta chưa đề cập tới là cái phần master. Ở đây danh sách chúng ta mở ra thì chỉ có hai cái là năm và A master thôi. Và bây giờ chúng ta lại giải thích kỹ lại sâu hơn một tí. Là cái master này nó là cái gì? Đó. Thế thì master trong cái quá trình mà chúng ta thiết lập một cái trang tài liệu làm việc đầu tiên đây. Đây, tất cả những tham số mà chúng ta thiết lập ở đây thì đấy chính là A master đó. Tức là nó quy định cho chúng ta về quy cách một cái trang làm việc như nào, khổ nó là bao nhiêu, rồi đơn vị đo là cái gì, rồi chia bao nhiêu cột, rồi chừa lề bao nhiêu vân vân. Thì đấy chính là cái tham số mà chúng ta nói về cái master. Thế và cái master này thì ngoài cái chuyện là thiết lập ban đầu để chúng ta có được một mẫu tài liệu thì nó còn giúp chúng ta giải quyết một số việc nữa như sau. Đó là những cái gì mà nó mang tính lặp đi lặp lại. Đó, những gì mang tính lặp đi lặp lại ở trong một ấn phẩm thì nó sẽ được đặt ở trên trang master, thay vì là nó sẽ xuất hiện theo cái cách làm thủ công là mỗi một trang mình phải đọc một lần. Ví dụ xuất hiện liên tục, xuất hiện lặp đi lặp lại là gì nào? Ví dụ như số trang chẳng hạn, đó, trang nào ở tài liệu nhiều nhiều trang thì chúng ta cũng có những cái đánh số số trang. Rồi thì đôi lúc là chúng ta sẽ gặp logo hoặc là mang shape của một cái gì đó cũng được lặp đi lặp lại đấy, hoặc là một hình trang trí hoặc là một cái khu vực đặt chữ gì đó, chẳng hạn như là một cái tờ báo thì chúng ta sẽ có những cái khu vực tin bài khác nhau, chẳng hạn như là tin trong nước này, tin quốc tế này, tin văn hóa, tin kinh tế, tin thể thao vân vân. Thế thì những cái mục như thế thì bao giờ người ta cũng có những cái chữ hoặc là những cái nền màu khác nhau để phân biệt những cái khu vực như thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét về cái quy cách làm một cái trang master. Đây, bây giờ mở cửa sổ page này ra thì các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta có những cái trang mà trang làm việc thì chúng ta gọi là cái trang thông thường ở đây. Thế còn ở phía trên này thì các bạn cũng nhìn thấy có hai phần là A master và năm. Đấy. Thế thì nó giúp chúng ta giải quyết những cái vấn đề như thế nào? Chẳng hạn như là thêm trang thì bao giờ nó cũng thêm theo cái tiêu chuẩn của thằng A master, chính là cái thằng mà chúng ta thiết lập các cái quy cách nó ngay từ đầu. Thế bây giờ chẳng hạn như là tôi thiết lập một cái mục nào đó thì tôi sẽ làm mẫu như sau. Như vừa rồi tôi có nói là chẳng hạn như là chúng ta có một cái tạp chí nhé, một cái tạp chí, và tạp chí đó thì nó có những cái chuyên mục tin bài khác nhau, bao giờ bắt đầu cũng là tin trong nước đã đó. Thế tin trong nước thì bây giờ để làm một cái master như thế thì chúng ta nhấp chọn cái phần master ở phía trên này thì nó cũng sẽ mở ra rất giống như là trang trang bình thường, nhưng chúng ta quan sát ở đây để biết được là chúng ta đang ở khu vực nào thì có hai cái khu vực để các bạn quan sát. Một là các bạn mở cái panel page này ra và các bạn sẽ thấy rằng là cái chữ A master này nó đang được làm bold lên và nó nằm ở trong một cái khu vực được bố đen như thế này. Hoặc các bạn cũng có thể quan sát ở phía dưới đáy, phía dưới bên trái này, các bạn nhìn thấy chữ A master đây. Còn nếu các bạn làm việc với một cái trang cụ thể nào đó thì nó sẽ hiện lên cái số trang mà chúng ta đang làm. Đấy. Thế bây giờ tôi truy cập vào trang master, sau đó thì tôi có thể là thiết lập một số cái như sau. Ví dụ như là tôi tạo ra một cái khu vực để mà tôi thiết lập cái một cái mục bài, chẳng hạn tin trong nước. Tôi vẽ một cái nền màu như thế này chẳng hạn. Ví dụ đặt nền đỏ này và tôi sẽ đặt cái chữ lên đây. Ví dụ tin trong nước. Ví dụ đấy, bây giờ mình kéo mình nhập vào đây,
ví dụ như này. Thế thì đây là một cái mẫu mà nếu như mà tôi làm xong thì tất cả những cái trang mà nó thuộc về gì đây nhỉ, thuộc về cái A master này, lập tức là nó sẽ xuất hiện đây. Tôi đang ở trang 4 này, hoặc là tôi ở trang 2 này, nếu mà tôi thêm các trang nữa đúng không, trang 6 này có không, có, nó tự động nó lặp lại. Tôi chỉ đặt có một lần duy nhất ở trong trang master, thì các trang con mà theo tiêu chuẩn của master đó nó cũng lập tức nó nhận được cái tham số này. Rồi chúng ta đánh số trang đúng không, số trang là cái mà cần phải đánh, hoặc là chúng ta sẽ có những cái vạch ngăn cách ở trên ở dưới chẳng hạn. Chẳng hạn tôi đặt một cái vạch vào đây, vẫn dùng công cụ này nhá, ví dụ đặt một cái vạch vào đây ngăn cách phần nội dung chiều lệ phía trên với lại nội dung phía dưới chẳng hạn. Sau khi tôi làm một cái nhấn A kéo tiếp sang bên này, tôi có cái tương tự như thế ở bên trang bên phải. Muốn làm nữa tôi có thể là đặt chọn tiếp thế này đấy, và tôi nhấn A tôi kéo xuống dưới đây, A kéo xuống dưới ví dụ ở đây. Thế thì tôi cần phải thiết lập lại một chút về cái bát chữ ở đây. Chọn cả hai đi, chọn cả trang phải cả trang trái đi, và layout và margin and column. Ở đây các bạn lưu ý một chút nhé, thao tác làm với trang chủ với lại các trang con nó hơi khác nhau một tí. Nếu mà ở các trang con các bạn chọn trang nào, các bạn thay đổi cái giá trị margin and column này. Ví dụ đây tôi cho cái này là 30 chẳng hạn, cái này là được rồi, để nguyên thế này đi, đang size 20, đằng này 25 chẳng hạn. Đấy, thì tôi sẽ thay đổi cái trang này thôi, trang bên này không không đụng đến đó. Nếu như mà tôi chọn cả hai trang bằng cách là giữ shift tôi chọn cả đôi như thế này, thì khi mà tôi xử lý đấy, thì nó sẽ xử lý cả đôi. Nhưng mà dù như thế đi nữa thì cái này nó vẫn chỉ ở trong cái phạm vi mà tôi chỉnh sửa thôi. Thế còn sang các trang khác thì nó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên nếu như mà tôi điều chỉnh ở trên trang gì đây ạ, trên trang master, thì điều chỉnh một lần ở trên master tất cả các cái trang con mà chịu sự điều khiển của trang mẫu này thì nó sẽ đều làm sao đây ạ, nó sẽ đều chuyển theo. Đấy, bây giờ tôi có thể là sang bất cứ một trang con nào thì các bạn cũng sẽ thấy là nó theo chuẩn như thế. Thế đến đây chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, ví dụ như là tôi đặt cái số trang chẳng hạn. Đặt số trang thì đặt ở đâu, cũng là ở trong trang chủ nhé, tại vì số trang nó cũng lặp đi lặp lại ở các trang khác nhau. Mặc dù con số thì nó nhảy theo số trang nhưng mà vị trí và cái vai trò của nó thì hoàn toàn không thay đổi. Thì chúng ta cũng sẽ vào trong trang master. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ text này và các bạn vẽ ra cho tôi một cái hộp chứa text đặt ở vị trí mà các bạn muốn cái số trang nó sẽ xuất hiện. Sau khi mà cái hộp này xuất hiện và dấu nháy có nhấp nháy như thế này rồi thì chúng ta sẽ vào menu type này, các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh gọi là lệnh insert special character để chèn các ký tự đặc biệt vào cái hộp đó. Và bây giờ chúng ta chọn vào phần maker, chọn lệnh là current page number, hoặc các bạn có thể là chọn luôn bằng phím tắt là control and shift n. Sau khi nhấn lệnh như thế này thì các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái chữ là chữ A như thế này, nó xuất hiện ở trong cái hộp text của chúng ta. Nhớ đây là cái chỗ để mà format về cái số trang, chứ không phải các bạn cứ đánh cái chữ A ra và đặt vào đấy là xong. Tại vì chữ A chúng ta đánh ra với chữ A mà gán bằng lệnh là nó khác nhau hoàn toàn nhé. Sau khi mà có cái này rồi thì tôi làm thêm cái gì nữa, ví dụ đặt ở giữa, nếu mà số trang mà các bạn đặt ở giữa nhé thì các bạn nên chọn cho tôi cái thao tác là Ctrl Shift C để gióng cho nó là gì đấy vào giữa hộp. Tiếp nữa thì có thể là các bạn kéo cái này cho tới khi nào mà các bạn đặt nó vào giữa trang đấy. Các bạn kéo rất dễ, tại vì nếu mà đúng vào giữa trang thì lập tức các bạn sẽ thấy cái vạch thông báo giữa trang ở đây.
Đấy thì các bạn nên đặt vào đúng giữa như thế, giống hàng giữa. Thế còn nếu trong trường hợp mà các bạn đặt ở lề trái hay lề phải chẳng hạn, thì các bạn nên kéo sang cho tôi như thế này. Đấy, và trái thì Control Shift gì đấy ạ? Trái là gì nhỉ? Trái left đúng không? Control Shift L. Đấy, thì để cho nó giống sang trái. Nếu như đặt ở đây thì chúng ta sẽ nhân bảng tiếp như thế này. Các bạn nhấn An, các bạn kéo tiếp cho tôi cho tới khi nào mà đặt tới vị trí tương ứng ở bên này, và Control Shift về nhà R đúng không? Right, để cho nó dòng trái hoặc dòng phải. Đến đây thì chúng ta đặt được xong cái số trang. Bây giờ quay trở về với lại cái trang mẫu. Đây các bạn quan sát trang 2 này đúng không, trang 4 này, trang 6 này, bên này là trang lẻ này, 7 này, 5 này, 3 này, 1 này, ví dụ như thế, là chúng ta đã có được cái bộ số trang tự động. Thế đến đây thì cứ tạm cho là cái master cho cái khu vực team trong nước là ổn rồi. Bây giờ tôi làm tiếp sang một cái nội các trang khác với nội dung là team nước ngoài này, rồi thì team văn hóa này, team kinh tế này, team thể thao này, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ tôi làm bằng cách nào? Tại vì cái nhận xét thì chúng ta thấy rằng là cứ ở cái trang master A này thì nó luôn luôn nó để cho chúng ta cái dòng chữ Latin trong nước rồi. Cái này thì nó không phù hợp với lại cái bài vở của chúng ta đúng không? Bây giờ tôi làm tiếng nước ngoài mà cái tiêu đề ở trên nó lại là tiếng trong nước thì không đúng. Vậy thì tôi không thể sử dụng cái master A này được nữa, mà tôi lại sẽ phải có một cái master khác dành cho cái việc này. Thế để làm cái việc này thì chúng ta sẽ chọn cái A master ở trên cái phần phía trên đỉnh này, và chuột phải vào đây, các bạn chọn cho tôi cái lệnh duplicate để bạn nhân bảng. Sau khi nhân bảng lên thì nó sẽ tạo cho các bạn là từ cái A master này nó duplicate ra thành thằng B master. Vậy thằng B master này nó có khác gì với thằng A master không? Không khác, tại vì nó bản thân nó là duplicate, nó là nhân bảng. Thế nhưng khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là gì đấy ạ? Ví dụ đây, trong nước thì chúng ta ghi lại nội dung đúng không, tiếng nước ngoài hay là tiếng quốc tế đi, ví dụ thế đúng không? Màu chúng ta cũng nên thay đổi đi, tại vì là mỗi một cái này nó sẽ có một cái màu đại diện khác nhau. Chúng ta chọn để làm sao cho nó nhìn một cái là nó sẽ ra được cái cái mục mà chúng ta cần. Để ví dụ tiếng quốc tế. Thế bây giờ đã có trang nào liên quan đến trang tiếng quốc tế này chưa? Chưa có đúng không? Bây giờ tôi sẽ thêm bớt các trang. Ví dụ là layout page, insert page. Tôi cái mục tiếng quốc tế này tôi có được khoảng 6 trang chẳng hạn. Đấy thì thứ nhất là nó yêu cầu chúng ta là chèn vào sau hay chèn vào trước trang nào đó, và cái điều quan trọng nhất là nó sẽ yêu cầu chúng ta là chọn cái master nào, đúng không? Thế các bạn chọn là B master chẳng hạn. Ok. Thế đây. Đến đây thì tôi sẽ có các B master, và cứ B master thì nó sẽ là tin quốc tế. Cứ lặp lại như thế cho các cái nội dung khác, tin văn hóa, tin kinh tế, tin thể thao. Thì cái cách làm thì nó cũng tương tự như thế thôi, tức là sẽ tạo thêm các cái master mới bằng cách là nhân bảng các master cũ. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp ví dụ như là không nhất thiết là các bạn phải phải làm chọn ngay cái B master, đúng không? Cũng có thể là không xa, vẫn cứ thêm vào đây độ khoảng 10 cái master bằng 10 cái trang bằng bằng master A đi cũng được, không sao. Đây ví dụ tôi thêm 10 trang nữa đi. Thế thì ở đây các bạn quan sát là chúng ta đều thấy là báo là A cả, đúng không? Cứ đặt bài vào đi, cứ bố cục đi. Sau đó thì muốn làm cái master vào đâu thì các bạn có thể làm như thế này. Chẳng hạn từ bài từ trang số 7 này đến trang số 11 là tiếng quốc tế, thì các bạn có thể làm theo một cách mang tính thủ công cũng như là lệnh như thế này. Vừa nãy là chúng ta đã chọn bằng cách là insert và chúng ta chọn master đúng không? Hoặc các bạn cũng có thể làm như thế này cho tôi, tức là các bạn thay thế nó bằng cách là chọn vào cái B master này, các bạn thả nó vào đâu nhá, các bạn thả nó vào đâu thì nó sẽ thay thế cho cái đó. Ví dụ từ trang 7 nhá,
thảo trang 7 này. Đấy. Bạn thấy thả vào thì nó sẽ thay thế A thành B, đúng không? Thích nữa thì có thể kéo cả cặp luôn. Kéo cả cặp thì nó sẽ là chèn vào giữa. Ví dụ đặt vào giữa thì nó sẽ chèn cho tôi một cái trang vào giữa. Đấy. Còn nếu mà thay thế theo kiểu kia là tức là các bạn sẽ kéo thả vào từng từng cái trang như thế này. Cách này thì là hơi lâu, hơi thủ công nếu có một vài trang các bạn làm thôi, còn nếu không thì các bạn có thể giải quyết bằng cách là gì đây, đây như thế này, sổ danh sách ở đây ra cho tôi, bấm vào mũi tên nha, và các bạn chọn cho tôi cái lệnh gọi là apply master to page, tức là dùng cái lệnh là áp dụng cái master cho những cái trang nào mà chúng ta mong muốn. Sau khi cái hộp này mở ra thì nó yêu cầu chúng ta là chọn master nào, đúng không? Master B là đúng rồi. Từ trang số, ví dụ như vừa nãy tôi nói là từ trang số 7 đúng không? Cho bây giờ đến hết đi, đến hay là đến trang số 10 15 đi. Đấy thì trước hết là chọn lấy này. Và bây giờ tôi ghi này, từ 7 này gạch ngang này 15 này. Đấy, ví dụ như thế. Ok. Thì lập tức tất cả những cái trang nào nằm ở trong cái số mà tôi yêu cầu nó sẽ được dán lại thành master B. Thế là có một cái vấn đề mà mọi người cũng hay hỏi, đó là về mặt số lượng trang thì không nói nhé. Chúng ta đếm là trang 1, trang 2, trang 3 ở đây. Ở trong cái cửa sổ này thì rất là đơn giản rồi. Nhưng mà đấy là số trang, số lượng trang một cách đơn thuần. Thế còn cái số trang thì nó có bị ảnh hưởng hay không? Tại vì ở đây chúng ta thấy là có cả master A lẫn master B. Đó. Thế thì bây giờ master A ở đây đánh số như thế, bây giờ tôi dùng master B thì số nó có nối tiếp hay không hay là nhảy theo một kiểu khác. Ở đây chúng ta xem thử luôn. Đây là trang 6 này. Đó, master A này sang master B này. Đấy, nó vẫn đánh là trang 8. Nghĩa là nó nối tiếp nó theo được. Đấy, chứ nó không có bị đứt đoạn do cái chuyện là chỗ này master A, chỗ kia master B. Đấy thì cái quy tắc mà sử dụng thì nó cũng tương đối là đơn giản, tương đối là nhanh như thế. Và như vậy là chúng ta đã biết thêm được một cái cách làm, đó là tạo ra nhiều cái master. Đấy, và cái vai trò master chúng ta cũng xác nhận luôn, đó là master giúp cho chúng ta là đặt những cái yếu tố, những thành phần mà mang tính lặp đi lặp lại xuyên suốt các trang hoặc là xuyên suốt các mục thì chúng ta có thể là đặt vào đây. Đấy, hoặc là ví dụ như đây là một quyển sách giáo khoa hay là một quyển gì đó chẳng hạn, thay vì tin quốc tế tin gì đó thì chúng ta sẽ có gì đây, tên sách này, tên tác giả này, tên chương này, ví dụ như thế. Đấy là những thứ mà chúng ta sẽ đặt ở phía trên. Bây giờ chúng ta thay thế bằng cái thay thế cái tin quốc tế hay tin gì bằng một nội dung khác nhé. Ví dụ như là quyển sách này, trước tiên là chúng ta đặt tên nó là ví dụ giáo trình vậy, ví dụ đây là tên của sách đúng không, bên này có thể sẽ là tên tác giả. Tất nhiên ở bên này là trang bên phải thì Ctrl Shift R cho nó gióng hàng phải sang đây. Đó. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn có thể là số trang này cần thiết nữa thì chúng ta có thể để là chương mấy ở đây. Đó. Thế thì chương, ví dụ như cái phần ở trên này thì tôi không nói nhé. Nó sẽ là lặp đi lặp lại tên giáo trình này, tên tác giả này, hay tên sách này. Ok, thế là xong. Nhưng nếu mà nó đã dính dáng đến chương chẳng hạn, master này dành cho chương 1 thì master sau nó sẽ phải là chương 2. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải làm, chúng ta nhân bản để chúng ta sửa cái nội dung chỉ ít thôi, đúng không? Về mặt cơ bản thì master nó rất giống nhau, chỉ có một vài cái phần nhỏ nhỏ về màu hoặc là về nội dung chữ nào đó thì nó sẽ phải thay đổi cho nó phù hợp với lại
cái nội dung mà master đó nó sẽ phụ trách. Thế và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thay vì việc là mỗi trang cứ phải lặp đi lặp lại một cái gì đó thì chúng ta chỉ cần xử lý nó ở trên trang master là xong. Thế đến đây thì vai trò của master thì đã hết hay chưa? Đấy, chúng ta còn có thể dùng nó làm cái gì? Thì về cơ bản ra nó chỉ đến thế thôi, tức là đặt các cái yếu tố lặp đi lặp lại đó, yếu tố trang trí, yếu tố màu sắc, yếu tố về hình minh họa, yếu tố về chữ nghĩa, thì tất cả những gì lặp đi lặp lại chúng ta đặt lên trên đó, và nhất là cái số trang đấy thì chúng ta sẽ xử lý nó ở trên đó. Thế và những cái như thế này thì nó cũng sẽ được tái sử dụng. Một trong cái yếu tố rất là quan trọng của cái làm xuất bản đó là cái tính tái sử dụng lặp đi lặp lại đấy. Một tạp chí chắc chắn số tháng sau nó sẽ có rất nhiều mục giống như số tháng trước về mặt bố cục, về mặt màu sắc đấy. Nội dung bài thì sẽ khác nhau nhưng mà bố cục màu sắc là nó sẽ tuân thủ theo một quy tắc chung. Thế và như thế thì tôi cũng sẽ làm như hôm trước, đó là tôi lưu giữ một cái bài mẫu này đã, số 1 tôi làm xong rồi đó. Ví dụ đây xong, bây giờ tôi làm một cái bài số 2, bài sau đó. Đó, cứ ok đi. Sau đó thì tôi làm gì? Mở cái thằng này ra, sổ danh sách ra, chọn gì đây ạ? Apply master to page thì đã có master chưa? Chưa có đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm theo cách là gì đây? Master page, load master page. Load ở đâu ra? Load ở cái bài cũ, cái mà tôi vừa làm đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ cho nó. Ở đây cái số trước đây mình đã format hết rồi, mình đã làm chuẩn hết rồi cái mẫu master đó, thì bây giờ tôi chỉ cần chọn cho nó biết cái số trước ở đâu. Đấy, chọn lệnh replace master page xong. Đây, cứ là cái tức là cái master này thì nó sẽ theo chuẩn cái này luôn. Tôi phải làm lại được không? Không, đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm việc với trang master. Thì các bạn có thể bỏ ra một vài phút làm thử các cái thao tác, gọi là đọc thử một vài cái yếu tố trên trang master, sau đó thì các bạn nhân bản xử lý. Và đây nữa, đôi khi quay trở lại cái này một tí nhé. Tôi nói thêm cái phần lệnh như này, tại vì đôi lúc là các bạn cũng hay quên, các bạn cũng hay sót chẳng hạn. Về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ làm đầy đủ hết tất cả cái trang master mẫu, cái trang master A chuẩn rồi. Đến lúc đó chúng ta mới bắt tay vào làm và xử lý tiếp các cái phần khác ở cái trang master tiếp theo. Tuy nhiên cũng có thể vì một lý do ABC nào đó chúng ta làm ở cái trang master mà chúng ta lại làm sót cái gì đó. Tôi lấy ví dụ như là mình sót cái số trang chẳng hạn. Đó, số trang quên mất tôi chưa làm. Đấy. Vậy thì đến lúc mà chúng ta nhân bản ở cái master B rồi thì có vấn đề gì không? Đây ví dụ master B cũng không có nhé, tại vì master B được nhân bản ra từ master A. Thế bây giờ tôi mới làm một hồi tôi phải, à tôi chết rồi, quên mất mình không mình quên mất mình chưa đánh số rồi đúng không? Vậy thì tôi lại phải quay trở lại, tôi làm lại từ đầu đúng không, làm lại từ đầu cái phần mà đặt master đó. Tôi bổ sung thêm cái phần số trang vào đây, type insert special make current page number. Ok, đến đây thì tôi mới đặt nó vào cái vị trí cần thiết đó, và tôi lại nhân bản ở đây. Ctrl Shift Right. Ok, đến đây rồi thì tôi kiểm tra lại với lại cái bài này. Master A, được rồi. Bây giờ nếu như mà tôi lại có thêm một vài cái trang Master B chẳng hạn, có số hay không?
master b rồi, ở đây không có số đúng không? Tại vì master b vừa nãy đã nhân bản từ master a và lúc ấy master a quên mất chưa chưa là số chẳng hạn. Thế bây giờ làm sao để bổ sung? Thì đây chúng ta sẽ làm theo nguyên tắc như thế này. Và master a có cái gì mới bổ sung thì chúng ta sẽ chọn nó, đúng không? Giữ shift chọn 2 đi. Ctrl C copy. Bây giờ lại vào tiếp. Rồi đây, thằng master b. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh edit, sử dụng lệnh paste. Nhưng thay vì paste thông thường, các bạn chọn cho tôi cái lệnh là paste in place. Đấy, copy từ tọa độ nào thì dán trả về đúng tọa độ đó. Đấy, thì nó sẽ dán vào cái trang master b kia giống hệt tọa độ của master a. Thế là xong. Đấy. Và lưu ý là đây này, cái chữ a hay chữ b ở đây không phải là chữ a hay chữ b đơn thuần, mà xuất hiện trong master, xuất hiện trong hộp text bằng cái lệnh gán đó, thì nó chính xác ra nó là cái định nghĩa về số trang. Đấy, của master b nó sẽ là chữ b, của master a nó sẽ là chữ a, chỉ để phân biệt được là đấy là cái chủ trang của master nào thôi. Nếu mà tôi làm thêm c thì nó sẽ chỗ đó nó sẽ là chữ c. Đấy, đánh thêm một số vào đây, đánh thêm một chữ vào đây có được không? Được. Đây, tôi đánh thêm một chữ b nhé, xem nó ra cái gì. Đấy, nó sẽ là 10b hay là gì đấy, hay là 11b, 12b đúng không? Thì cái chữ b này là chữ b, còn cái chữ b mà chèn vào bằng lệnh kia thì nó sẽ là nhận xét theo cái kiểu là gì đấy, tạo ra cái số trang. Đấy, thế còn bây giờ thì các bạn thử nghiệm nhanh một chút cho tôi cái phần làm việc với lại cái trang chủ đấy đi ạ.